View là một ứng dụng công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại đã có mặt tại thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng. View hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Grab, Gojek, Shopee Food nhưng tập trung phát triển ứng dụng tại các thành phố lớn, phát triển với lượng người dùng lớn. View lựa chọn tệp khách hàng tại khu vực nông thôn với nhiều ưu thế. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hiện đại ngày nay thì chỉ với một chiếc điện thoại thông minh trong tay thì quý vị và các bạn đã hoàn toàn có thể sử dụng các ứng dụng trên chiếc điện thoại này để đặt thức ăn, gọi xe công nghệ hay là thậm chí giao hàng hay là đi chợ giúp. Và có lẽ là các ứng dụng như là Grab hay là Shopee Food thì đã không còn quá xa lạ với đối tượng khách hàng ở khu vực thành phố. Tại Lâm Đồng của chúng ta thì có thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Tuy nhiên ở các địa phương khác thì sao? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một nhà sáng tạo đã tạo nên một ứng dụng phù hợp với khu vực nông thôn tại Lâm Đồng. Xin chào bạn, bắt nguồn từ đâu mà bạn đã có ý tưởng là mình sẽ triển khai xây dựng một cái app như thế ở Bảo Lộc? Trước khi em làm việc ở Sài Gòn khoảng 10 năm, thì sau 10 năm đó thì tụi em khi dịch ấy, em quay về ở Bảo Lộc này. Và khi mà trong mùa dịch thì mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ bắt đầu mình nghiên cứu, mình phát triển tại sao ở Bảo Lộc mình không thể phát triển một ứng dụng giao đồ ăn ở đây. Thì nhờ cái động lực đó thì em phát triển nó ra sau khoảng 6 tháng. Tại khi đó thì em bắt đầu triển khai thì nó chạy tới bây giờ với phát triển khoảng tầm 15 tỉnh. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các ứng dụng tương tự. Vậy thì đâu là ưu thế của View? Cái thứ nhất là em nghĩ là đây là một sản phẩm của người Việt và chính người Việt viết ra. Thì em nghĩ là cái việc mà tinh thần Việt Nam thì nó sẽ ủng hộ mình, người dân sẽ ủng hộ mình rất nhiều. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tụi em hiểu được văn hóa ở từng địa phương. Những cái phong tục tập quán ở từng địa phương thì mình có thể đưa cái ứng dụng mình vào một cách rất nhanh nhất. Cái thứ ba nữa là em nghĩ là về vấn đề về chiết khấu. Mình sẽ có những cái chiết khấu tốt nhất cho nhà hàng và tạo nhiều công ăn việc làm cho anh em shipper. Thì họ sẽ có đảm bảo thu nhập nhỏ thì họ sẽ cống hiến cho mình. Thì ba cái tiêu chí đó em nghĩ là mình có thể là vượt trội hơn những ứng dụng lớn có cũng như nước ngoài. Rõ ràng là đối tượng mà chúng ta hướng đến là khách hàng ở khu vực nông thôn. Vậy thì ban đầu khi mà tiếp cận với các đối tượng khách hàng này ở thị trường này thì các bạn gặp khó khăn gì? Cái khó khăn ban đầu khá là nhiều. Cái thứ nhất là mình khi mà mời những cái đối tác nhà hàng mà tham gia thì họ không hiểu nó là cái gì và họ chỉ hình dung là mình có thể là tự giao được nhưng không hiểu là khi mà lên app thì cái việc mà doanh thu họ sẽ tăng rất tốt và họ tiếp cận được nguồn khách hàng online chứ không phải là riêng gì online mà tới quán nó được. Thì mình sẽ có một đội ngũ sale và chính bản thân mình cũng đi thuyết phục những quán là có thể là chạy lên app thử và tiếp cận những cái lượng khách hàng online như vậy. Thì khi mà chạy một khoảng thời gian tầm khoảng 2 đến 3 tháng thì họ cũng thấy cái sự hiệu quả và cái mà doanh thu họ tăng thì họ cảm thấy rất là happy với cái ứng dụng này. Xin cảm ơn bạn Đoàn Văn Lợi về những thông tin trao đổi vừa rồi và chúc cho ứng dụng View ngày càng có nhiều người tiêu dùng hơn và tạo được một sự bứt phá trong thời gian sắp tới. Nhờ đi đúng hướng trong lựa chọn thị trường và khách hàng nên View nhanh chóng được người dân địa phương sử dụng. Hàng trăm nhân sự làm việc tại các chi nhánh đều có mức lương ổn định. Cái app bây giờ nó hoạt động rất là tốt và trơn tru nên là nó rất là thuận tiện cho khách hàng cũng như là shipper. Rất là có cái điều kiện tốt để cho mọi người mới vào là cũng dễ sử dụng hơn. Chuyển đổi số trong cuộc sống chính là giúp cuộc sống trở nên tiện lợi hơn, kéo gần khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, để người dân nông thôn thụ hưởng những dịch vụ tiện ích mà các thành phố lớn có. Các ứng dụng di động được địa phương hóa như View sẽ là công cụ chuyển đổi số hiệu quả ở khu vực nông thôn.